không biết chọn background. Đấy, lại nói luôn về cái vấn đề không biết chọn background rồi đúng không? Thế những trường hợp là bạn đâu chụp, anh bảo anh chụp cho em một kiểu, thế là đứng luôn dơ luôn cái máy ra chụp là chết hết rồi đúng không? Dơ luôn ra thì bao giờ nó cũng xấu rồi, bao giờ kiểu gì sao nó vướng cái gì vướng cái kia. Đấy, khách bảo em thích chụp chỗ này, nhưng mà mình phải nhìn xem là chỗ đấy nó có hợp không, nó có sạch không, nó có gọn gàng không, nó có vướng người không, nó có vướng hành của cái kia không, nó có bẩn quá không, đúng không? Đấy, xong rồi nhìn xung quanh xem là chỗ nào tối ưu hơn, chỗ đẹp hơn, nó sạch hơn. Thậm chí mình phải kéo ra một đoạn rất là xa, mình vẫn phải kéo như thế để cho ảnh nó sạch sẽ hơn. Được chưa? Đấy, mình nhìn, xong rồi mình đặt mẫu vào, xong rồi mình dơ lên chụp thử cũng được, hoặc chưa chụp thử nhưng mà nhìn ngắm ở trong đấy xem là nó có vấn đề gì không ổn không, mình xử lý cái background thôi. Chưa? Dễ không? Yeah. Nhưng mà cái này phải bình tĩnh nhá. Ông nào đi cứ sồn sồn lên chụp là kiểu gì về xấu. Thế là mình đến chọn xanh xé vào. Đấy, chọn background nhá. Một cái nguyên tắc chọn background này. Thứ nhất là sạch sẽ đúng không? Sạch sẽ là như nào? Là nó không bị bẩn, nó không bị rác, nó không bị những cái thứ tạp vào. Được không? Thứ hai là đơn giản. Đơn giản là ít thứ thôi. Nhá. Yeah. Ít thứ, ví dụ như là chụp cái nền cây, có nền cây với các thứ thôi, những ít nhà thôi. Chứ không phải chụp cái nền cây xong lại có cả cái xe máy, xong có cả cái ô tô, xong có cả cái đống rác, xong có tất cả nhiều thứ xung quanh phải vào. Thế nó phức tạp đúng không? Đấy, mình sẽ tập chụp những cái gì nó đơn giản càng tốt. Giống như cái logo của cái Apple ấy, mô hình của táo ban giờ thôi, nhìn rất là dễ không? Nhìn rất là sang và theo thời gian nó vẫn không bị xấu quá. Đấy, nguyên tắc đơn giản này, đơn giản, sạch sẽ. Thấy chưa? Đấy, nguyên tắc chọn background nhá. Và một cái nguyên tắc nữa là có bố cục. Có bố cục thì như bọn em biết rồi, bố cục đối xứng đúng không? Có khung trong khung đúng không? Hoặc đường dẫn đúng không? Phần 3 dựa vào những bố cục đấy mà chụp thôi. Đấy là ba cách, ba cái nguyên tắc để mình chọn background nhá.